Anh Kỳ Lân ơi, ơi hình như mình còn cái hộp đỏ đỏ nữa đúng không anh? Đúng rồi, trước mặt bao nhiêu? Dạ đúng rồi. Em hỏi theo một cách tự nhiên đi. Em nhìn thấy không? Thấy không? Dạ thấy. Là em hỏi cái gì? Họ thấy cái này không? Dạ phải. Vâng, và theo quý khách thì Kỳ Lân đang cầm hai cái hộp bóc vali cầm tay mini nhỏ thế này để đựng những cái đồ quan trọng. Thì cái nào đẹp? Cái nào đẹp hơn? Chắc chắn rằng sẽ có quý khách thích cái này và chắc chắn cũng sẽ có quý khách thích cái này. Mà Kỳ Lân nghĩ chắc thiên về cái này nhiều hơn, bởi vì cái này là phun da cá, nên là phun da bê Togo mềm, đẹp. Và tất cả những cái da này đều được Kỳ Lân nhập tại những công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới và chuyên cung cấp da cho hầu hết đa số đại tất cả những thương hiệu về đồ da thời trang nổi tiếng xa xỉ trên thế giới hiện nay. Cái hộp này là một cái hộp cũng rất là đẳng cấp. Thì cái hộp này á, là tùy vào công năng mà mình sử dụng. Như hôm nay á, lúc trước á, là sử dụng để đồ nghề đây, mà sau đó anh dùng để anh đựng những cái đồ trang sức giá trị. Và sau khi anh xong cái bóc này đi á, thì anh sẽ quyết định rồi, tất cả những cái đồ mà giá trị đi giao anh sẽ để trong đây. Còn cái này anh sẽ đưa về chức năng công năng sử dụng mà trước đây anh từng dùng, là anh để mở ra. Thì trong này sẽ có những cái là đồ đo nhẵn nè, bộ đo ni tai, quá chuyên nghiệp đúng không em? Dạ. Rồi kính đo, kính lúp để nhìn. Rồi những cái cây vít quan trọng để mà tháo mắt dây đồng hồ. Và những kính lúp nhỏ, thước đo nhiều lắm, những cái vật dụng rất quan trọng cần thiết. Mình chỉ là căn để vỡ căn vàng nè. Đó, khi mà mình đi gặp khách mình chỉ cần xách một cái vali đồ nghề như thế này để mình tư vấn khách hàng. Tại vì khách hàng là rất quý trọng thời gian, rất cần thời gian để làm việc. Còn về những sản phẩm thì khi bạn giao thì mình để trong cái túi này. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ những sở thích cảm xúc về đồ cao cấp luxury tận nơi của quý khách. Và nếu như quý khách có nhu cầu về những cái hộp vali mini nhỏ mà đựng những đồ sang như thế này, từ chất liệu cao cấp, da cá hoặc da bê thì cụ thể này là da Togo, từ những nhà thuật gia nổi tiếng và handmade bởi Kỳ Lân Luxury theo yêu cầu công năng sử dụng cũng như là hình dáng chức năng về thẩm mỹ và độ hoàn thiện một cách tinh tế nhất cho ra đời những sản phẩm luxury cao cấp, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury.